Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Thanh Nguyễn Hải Dương. Hôm nay em làm một clip ngắn trân trọng giới thiệu đến tất cả các bác, các anh, các chị, các bạn và các em có nhu cầu tìm hiểu về các dòng loa đến từ đất nước Đức. Thì dòng loa đến từ đất nước Đức thì các bác đã biết đó là dòng loa B3. Dòng loa B3 đã hết sức nổi tiếng cũng như nhiều bác đang dùng. Thì ngày nay em lại tiếp tục giới thiệu đến tất cả các bác một mẫu loa bãi xịn do người Đức nghiên cứu và người Đức sản xuất. Đó là dòng loa đến từ thương hiệu MUF. Đây là một dòng loa bãi được thiết kế đứng, sử dụng mắt 25, gân lụa tầm dầu và chiếc lì tan. Bây giờ em xin giới thiệu tổng quát về chiếc loa này. Đây là một dòng loa thiết kế đứng, sử dụng mắt 25, gân lụa tầm dầu và chiếc kèn. Thì dòng này phía trước nó được thiết kế bằng bột e căng hai lớp, một là bảo vệ, hai là trang trí vẻ đẹp của loa. Ở dưới là một biểu tượng MUF xếp bằng inox, bác có thể quan sát phía trước rất đẹp. Và dòng loa xịn của Đức sản xuất giống như loa DK ấy. Thiết kế thùng của dòng loa MUF này nó giống hệt như dòng loa DK cắt 12 của Anh Quốc. Phía sau nó là thương hiệu MUF và model là KD10. Giải tần hoạt động của nó là từ 60Hz đến 20kg. Độ nhạy của nó là 94dB. Công suất nó có 3 kiểu công suất là 250W, đánh ở chế độ Power dây thinh Continuous, chế độ 500W đánh chế độ Power Music Program, 1000W đánh chế độ Max Power Peak và hỗ trợ 2 đường vàng và đường logic, và vẫn còn nguyên series các nhá. Đây là của Tây cho nên rất là chuẩn luôn. Đây là mã vạch của nhà xuất. Đường vào hỗ trợ 200 logic. 200 logic. Có thể câu link ra một loa khác được. Tay sách phía sau. Và cái loa mà em lấy, tức là tháo từ phòng hát ra các nhá này. Vẫn còn nhiều cái loa còn bị khoan ốc trên đầu này. Từ phòng hát ra rất là đẹp, chất luôn. Sơn sần bóng và thùng là gỗ ép nhiều lớp, không gấm nước, hỗ trợ cả rắc treo loa ở thành loa. Và bây giờ em xin giới thiệu về cái bát của nó. Bát nhìn thấy bát nó chi tiết lắm. Đây là bát 25, gân lụa tầm dầu, cực đẹp luôn. Gân lụa dầu, tức là nó đẹp đến tầm 90%. Bằng giấy vẫn còn nguyên bụi trần. Các bạn có xem là đẹp này. Đấy, cái bát 25 rất lặng. Và phía sau bạn nhìn đây, nó đẹp. Cái màng giấy này nhận nó nhận màu vàng. Và bạn nhìn cái lớp keo, lớp keo mà được đổ giữa cái màng loa với nhận loa rất chi tiết, rất đều và tròn. Và có thể quan sát rất đẹp luôn, óng ánh. Từ cây dâu tai loa được đưa ra, nhà xuất đổ keo chắc chắn. Và cái rắc kẹp loa này bằng inox thôi nhé, bằng inox 100%, rất đẹp. Trên thân loa đều có thương hiệu MUF rất chi tiết. Ngày tháng sản xuất và bác nhìn cái từ của nó rất đẹp này. Đấy, từ của nó bác 25 nên từ này khoảng tầm lên 16 bác nhé, là 16. Từ nó có khoảng 16 nhé, rất là to. Và khung của nó xưng gang núc liệt khối. Và giấy đẹp này, chi tiết này. Tất cả cái vành này đều có cái lớp mút ép sát này, đẹp cực chi tiết. Và có một cái lưới sắt để chống bụi. Đấy, đây, em mới thích em đo thử cái từ bao nhiêu. Đúng nha, phán đoán là một khoảng 10, gần 17 bác, gần 17. Cái check nó xem bao nhiêu. Cái check nó khoảng gần 10. Đấy, đây là bát nó nhá. Rất nặng, tức là cái từ nó gần đồng miệng. Đây phải quan sát. Đây phải quan sát. Nó chi tiết. Mức độ nào. Đấy. Tiếp theo là cái check của nó bên này. Cái check nó là đít trong gang và rất là dày. Và trên thân của loa đều
đều có thương hiệu MWF hết này. Tây làm, Đức có làm, người Đức thì nó nói về đất nước Đức ấy thì nó sản sinh rất nhiều các nhà khoa học nổi tiếng thế giới, và những cái thiết bị của họ đúng là nó đều nhất thế giới cả, chất luôn. Có những cái chép này rất là dày, chép kèn titan, đít gang và phễu nhiều thế, nó chắc chắn này. Đấy, đều được ấy, đều được đẹp cái mũ xốp đây, đây là bát để chép. Bây giờ em cho qua bác xem cái phân tần của nó đẹp như tranh. Và đây là cái thùng, cái thùng nó rất là đẹp đó nhá, gỗ ép này. Và nó nhìn đây, bông thơm nó đựng trong cái túi, bông này bông ngứa đấy, bông thủy tinh ngứa đấy, ngứa này đấy, rất là ngứa đấy. Cái này bay là ngứa lắm. Và phân tần nó thì đẹp mê hồn luôn, bộ phíp nó rất là trong. Nhìn này, trên phân tần đều có mã vạch hết đấy, và thương hiệu màu UF, quan sát rất là đẹp, tinh tế. Mã vạch này, màu UF này, nó sử dụng 1, 2, 3 để chở tụ 1, 2, 3 và hai của bên tần, đẹp long lanh luôn. Đây, độ sắc nét và chi tiết có cả ống bun luôn đấy. Phân tần rất là gấu và to, gỗ phíp này rất là trong và đẹp. Và đây là cái căng, thì mức giá đôi loa này em bao ship là 6.500.000 đồng thôi nhé. Cái này có thể nghe nhạc bolero, nghe nhạc sàn được, bởi vì nó sử dụng gân lụa tầm dầu. Và có nhu cầu hãy liên hệ với anh Nguyễn theo số điện thoại 0936 553 110. Xin chào các bác ạ.